giúp mấy bạn nó trở lại vlog của Trung. Thì bên này là Trung sẽ hướng dẫn mấy bạn cái cách mà warm up cái phần thân dưới ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái bài stretch với cái ghế bench này ha. Chúng ta sẽ gác một cái chân lên và mấy bạn thực hiện giống như Trung ha. Thì như vậy nó sẽ giãn cái phần hip của chúng ta ra rất là tốt. Nếu mà chúng ta bị cứng cái phần hip thì chúng ta sẽ không có squat tốt được. Nó chúng ta sẽ không vận dụng được cái phần hông chúng ta khi mà chúng ta squat á. Đó là mấy bạn sẽ nên cái phần hông chúng ta mà bị cứng nó sẽ không có tốt lắm ha. Tiếp theo sẽ là cái bài bài ngồi của cái bài lúc nãy ha, này nó cũng sẽ giãn cái phần hip của chúng ta ra. Thì mấy bạn gác một cái chân lên vuông góc như là như bạn chúng thấy đang làm trong clip á, là sau đó chúng sẽ dùng cái tay giữ cái đầu gối đè xuống và nhớ là giữ luôn cả cái phần cổ chân lại ha, để cho nó căng cái phần hip cái phần hông của chúng ta ra ở ngay cái khúc đó. Thì rất là tốt luôn để chúng ta giãn cái phần hông của chúng ta ra ha. Thì đa phần là mấy bạn ngồi nhiều hay đi đứng nhiều á thì sẽ dễ bị cứng cái hip. Thành ra là Trung sẽ giãn khá là nhiều cái bài hip ở trong phần này. Tiếp theo sẽ là bài low lunge. Thì và sẽ mấy bạn sẽ xuống cái tư thế hít đất ha. Sau đó mấy bạn sẽ đưa cái chân một cái chân lên ngang với cái bàn tay của chúng ta lúc mình mới để hít đất á. Sau đó là mấy bạn sẽ đặt một cái phần thân người xuống như vậy. Sau đó mấy bạn sẽ twist, mấy bạn sẽ xoay ra như vậy ha. Thì cái phần xương nó kêu rất là đã, cũng như là cái phần hông nó sẽ được giãn ra rất là tốt luôn. Đó mấy bạn thấy là Trung vừa đưa cái chân lên nó ngang phần tay chúng ta rồi, sau đó chúng ta sẽ mở twist mở cái phần ngực ra rất là tốt luôn, nó làm giãn cái phần cơ hông rất là tốt. Thì mấy bạn sẽ hiểu tại sao nếu khi mấy bạn làm cái này á thì sau khi lát chúng ta dùng squat đó thì nó sẽ thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Sau đó chúng ta sẽ giãn phần háng ở trong và cũng như là đùi sau. Cái bài này chắc là mấy bạn tập thể dục nhiều mấy bạn cũng biết cái bài wide leg là forward lean ha. Thì là chúng ta sẽ giãn cái phần háng của chúng ta ra và cúi cái người gập tới trước như vậy và gập qua hai bên. Đó, gập qua hai bên thì nó sẽ giãn cái phần đùi sau, rồi gập tới trước là phần lưng, phần cái dây hai cái phần háng ở phía trong rất là tốt luôn. Thì mấy bạn nào tập sumo mấy bạn nhớ giãn bài này kỹ xíu ha, để nó sẽ đỡ bị căng háng. Đó, chúng ta sẽ kết hợp cái bài mà khép cái chân này vô thì nó có phải căng nhất ở cái phần trên đầu đùi ở trên gần cái với hông đó, là nó sẽ căng nhiều nhất. Ép người xuống như vậy thì nó sẽ giãn vào phần cơ lưng nữa, phần lưng dưới. Rồi sau đó chúng ta sẽ ép ra trước như vậy để giãn cái phần đùi sau. Mấy bạn làm cho chung mỗi thứ hai lần ha, mỗi lần thì chúng ta làm chỉ ít dưới 30 giây thôi, chúng ta đừng có làm hơn 30 giây thì nó sẽ không tốt cho cái lúc mà chúng ta khởi động ha. Rồi chúng ta sẽ là lying hamstring stretch. Thì chúng ta đặt một chân thẳng, sau đó là co một chân còn lại lên, chúng ta sẽ giữ cái phần cổ chân. Thì các bạn cái này có thể sử dụng với lại cái resistance band là chúng ta móc lên trên cái mũi chân chúng ta cũng được. Rồi nó sẽ đổi chân, nhớ duỗi chân kia ra nha. Rồi nó sẽ giãn đùi sau rất là tốt luôn. Thì đây là một cái phần warm up cũng đơn giản thôi à, cũng không có gì gọi là mất sức nhiều đâu, nên mấy bạn đừng lo quá ha. Thì chúng ta cứ giãn thiệt là kỹ ra. Sau đó chúng ta sẽ tới bằng phần foam roller, mỗi chân 30 giây. Thì cái này chúng ta sẽ roll ở cái phần đùi trước, sau đó chúng ta sẽ quay ngang vào là IT band, là cái dây IT band ở ngang phần đùi á. Đó, đó này là IT band foam roller nè. Sau một chân rồi chúng ta sẽ đổi chân còn lại ha. Thì mấy bạn thấy mấy bạn thấy căng chỗ nào thì mấy bạn giữ cái phần căng đó khoảng từ 5 đến 10 giây gì đó cho nó giãn cái chỗ đó ra. Thì mấy bạn cũng lăn tương tự như chân bên kia ha, cả IT band này rồi from đùi trước này nọ kia, ok. Cái thằng bạn chúng nó phá quá. Sau đó là chúng ta bây giờ tiếp tục vô là upper back row, là chúng ta sẽ lăn cái phần lưng trên ha. Chúng ta cũng nên lăn cái này, sau đó lăn cả phần lưng dưới nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn, tại vì lát nữa chúng ta sẽ đặt cái bar ở đây để bị căng thì nó sẽ không tốt lắm. Ok, sau đó là sẽ tới hamstring row, là với bạn một cái tip nhỏ là các bạn sẽ gác cái chân còn lại vuông góc chéo lên như vậy thì nó sẽ đè được cái phần hamstring là cái đùi sau chúng ta xuống tốt hơn ở cái front roller ha. Đó, mấy bạn làm 30 giây mỗi chân gì đó rồi khoảng 2 đến 3 lần cho nó giãn ra cho nó không bị căng nhiều, khi do chúng ta ngồi nhiều á trong ngày rồi đi đứng lại nó cũng sẽ bị căng. Đó, rồi
Sau đó là cái bài rất là quan trọng luôn, cái bài là Uncle Mobility với lại cái Resistance Band nó là bài warm up cuối luôn của cái warm up ha. Thì rất là tốt, mấy bạn cột vô một cái vị trí cố định như vậy, sau đó mấy bạn sẽ móc cái cổ chân của chúng ta vô, sau đó bước dài ra và giữ cái bàn chân của chúng ta dính xuống dưới đất á, giữ lại. À đây mấy bạn sẽ nhìn thấy đó, cột vô cổ chân, đè xuống, ép xuống như vậy ha, cực kỳ tốt cho cái cổ chân khi chúng ta squat luôn. Mấy bạn nhớ thực hiện bài này ha, làm từ 2 đến 3 lần nó sẽ thấy cái cổ chân mấy bạn dẻo hơn rất rất là nhiều luôn. Thì ok, đó là cái phần warm up thân dưới của chung, thì hy vọng mấy bạn nhớ làm theo và sẽ có được kết quả tốt ha. Yo, what's up mấy bạn? Thì chắc là mấy bạn đã vừa coi cái clip warm up vừa rồi đúng không? Thì hy vọng mấy bạn thích cái clip warm up phần thân dưới của chung. Thì mấy bạn nhớ like, share và cũng như là subscribe cái channel của chung ha. Thì hiện tại chung đang được 3.700 subscriber, khá là vui. Thì tại chung cũng đang làm đồ ăn ở dưới bếp. Thì cũng đang chuẩn bị cái ức gà này để lát nữa chung đi tập. Thì sau tập thì chung cũng có ăn một bữa nữa với cơm, thì trước khi ăn cái bữa chính ở nhà ha. Thì đang làm đồ ăn nên thành ra đợi gà nó đã đông, thành ra chung sẽ nói chuyện với bạn một chút. Thì tại là hiện tại là đang là Black Friday, thì các bạn cũng biết Black Friday là gì rồi đúng không? Là nó sẽ được giảm giá rất là nhiều sản phẩm. Thì hiện MyProtein đang có một cái Black Friday ở trên trang web, thì hiện đang là hôm bây giờ chúng đang quay cái video này á là đang là thứ sáu, thì chủ nhật này sẽ hết cái khuyến mãi đó. Thì bây giờ chung sẽ làm nhanh và sẽ up lên trên YouTube cho mấy bạn xem liền, mấy bạn sẽ cập nhật được liền. Thì cái deal là gì? Thì để chung thì bây giờ là MyProtein sẽ giảm giá Black Friday là từ 20 đến 70% cho các từ 20 đến 70% tùy trên cái sản phẩm ha, dựa trên từng cái sản phẩm mà MyProtein sẽ giảm từ 20 đến 70 ha. Mà sau đó khi các bạn nhập cái code là B Friday vào trong cái giỏ hàng á, thì chúng ta sẽ được giảm thêm 30% nữa. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ được giảm thêm 30%, thì hôm bữa là mới có 25% thôi nhưng mà bây giờ đã được 30% rồi. Thì sau đó mấy bạn còn được ưu đãi nữa là mấy bạn sẽ còn được tặng thêm một bình lắc nè, một hũ daily vitamin nè, là daily vitamin là multivitamin á. Sau đó là sẽ là một vòng tay MyProtein, thì đây là ở trên trang web của MyProtein như họ nói. Khá là chói, mấy bạn có thấy không? Thì đây là cái dòng chữ, mấy bạn có thể truy cập vô cái link chung để ở dưới phần description box á, phần miêu tả, mấy bạn click vô cái link đó và mấy bạn sẽ được nó sẽ dẫn mấy bạn qua bên cái chỗ Black Friday của MyProtein. Chúng sẽ để cái link đó ở dưới và chúng sẽ ghi rõ. Thì mấy bạn cũng sẽ được rất ưu đãi rất là nhiều. Thì như chung đang dùng là bịch Impact Whey Isolate mùi chocolate mint, là mùi sô cô la bạc hà rất là thơm. Bịch này là bịch 2,5 kg, thì mấy bạn có thể lựa mấy bạn có thể lựa cho mình cái mùi này ha. Và cũng như là cái sản phẩm mới của MyProtein là cái Multi Isolate, thì chung đang đợi cái sản phẩm đó từ trên đường từ Anh về và chung sẽ review cho mấy bạn sớm, và cực kỳ ngon, chung nghĩ là sẽ là rất là ngon. Mùi Multi là mùi trà sữa mà cũng là Whey Impact Whey Isolate luôn, rất là cool. Thì chủ nhật này là sẽ là hạn chót của cái Black Friday rồi, thành ra là mấy bạn phải mua liền ngay bây giờ đi. Thì cái tip của chung đó là mua trên 1,5 triệu á thì chúng ta sẽ được free tiền ship từ bên Anh về bên Việt Nam là 300.000. Còn mua dưới 2,5 triệu thì chúng ta sẽ không bị làm khó về cái ở chỗ hải quan đó, là chúng ta sẽ không bị làm khó về thuế, tiền thuế hay gì hết. Dưới 2,5 triệu ha, trên 1,5 triệu sẽ được free ship, dưới 2,5 triệu là chúng ta sẽ dưới 2 triệu là chúng ta sẽ không bị tính thuế, và dưới 5 kg thì chúng ta sẽ không bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ha. Và ngoài ra là mấy bạn còn được rất là nhiều ưu đãi từ MyProtein ha, rất là nhiều ưu chúng ta sẽ rất là được nhiều rất là nhiều ưu đãi cho cái một Black Friday ha. Thì chúc mấy bạn mua sắm vui vẻ và cũng như là nhận được rất là nhiều ưu đãi từ MyProtein. Peace out.